Trời đất ơi, cao dữ rồi. Trời, tôi tưởng làm nghề người mẫu không á. Con hơi bị nhạy cảm, nghĩ nó hơi xa hơn á. Xong cái nhiều khi tự làm mình buồn. Nếu có cơ hội về Đắk Lắk làm đúng công việc của em có về không? Dạ, nếu mà có cái gì đó níu kéo thì em sẽ về. Câu này hay nhất nè. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ mời bạn trai giới thiệu về mình. Đầu tiên con chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân. Chào con. Và bạn gái ở bên. Em tên là Lê Đình Quân, nghề nghiệp đó là kinh doanh. Em kinh doanh về mảng nông nghiệp và mảng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Mình mở công ty ở đâu? Làm chính ở Đắk Lắk luôn ạ, Buôn Ma Thuột. Công ty là của mình hay là sao Quân? Dạ, cũng cố gắng phấn đấu có một cái công ty nhỏ nhỏ. Giỏi quá. Rồi. Con ra nè. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh. Chào con. Chào tất cả mọi người và bạn nam bên kia. Con tên là Nguyễn Thị Thanh Hà, năm nay con 28 tuổi. Hiện tại thì con đang là kỹ thuật viên xét nghiệm sinh học phân tử. Con làm việc tại phòng khám ở bên quận 11. Rồi, con cao giống như người mẫu vậy đó. Con là quê ở đâu con? Dạ, con ở Bình Thuận đó chú. Còn đây là quê ở Đắk Lắk. Bình Thuận đi Đắk Lắk cũng được. Nhưng mà hiện giờ thì cái khoảng cách mà làm việc nó hơi xa chút xíu. Bạn trai nói cho đàn gái biết điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con thì tính cách thì hòa đồng, vui vẻ. Công việc thì siêng năng, tính tự lập cao. Còn điểm yếu có thể là đôi chút vẫn hơi nóng tính. Còn con? Dạ, điểm mạnh của con là con khá là lạc quan, con cởi mở, con nấu ăn ok, con thích nấu ăn. Mà cái nhược điểm của con là con quá kỹ tính, con bị bệnh nghề nghiệp á. Bị bệnh nghề nghiệp mà con. Con thấy ai mà để móng tay dài là con khó chịu luôn á. Vậy hả? Với lại có một cái nữa là con hơi bị nhạy cảm. Ai nói một câu nói bình thường vậy thôi, nhưng mà con lại nghĩ nó hơi xa hơn á. Xong cái nhiều khi tự làm mình buồn. Nhưng mà bây giờ thì con đỡ hơn rồi. Đỡ hơn phải không? Bạn trai được tình duyên thế nào? Thì em cũng trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì thời sinh viên, sau khi ra trường thì bạn nó có đi du học thì chia tay. Mối tình thứ hai thì do bạn nó là chọn công việc, chọn gia đình và cách xa em, nên là hai người cũng không đến được với nhau. Còn con? Dạ, con thì cũng ba mối tình. Hồi học đại học thì con có quen một bạn, mà sau khi mà ra trường thì con đã ra trường đi làm rồi, bạn vẫn không ra trường. Bạn nợ môn mà kiểu bạn chơi game rất là nhiều. Con đã nói rất là nhiều lần, xong cuối cùng là con chia tay. Xong sau thời gian thì con có một cái anh đó thì gọi là cộng sinh, nó cùng giúp đỡ nhau á. Mà sau thì anh đó cũng phải về quê, xong rồi đó lấy vợ. Xong rồi con không quen ai trong một thời gian dài gần 3 năm. Thì con có tìm hiểu một bạn, nhưng mà kiểu bạn đó quá bận, con cũng bận quá, kiểu như không có thời gian cho nhau. Mà bạn đó còn nhỏ tuổi hơn con nữa. Thôi, dần không tìm hiểu nữa. Con có ngại vấn đề mà không gian nó cách trở gì không? Con nghĩ là con cũng trưởng thành rồi, thì không có cần phải là đưa đón nhau mỗi ngày hay là nhắn tin liên tục. Nhưng mà chỉ cần gọi là chú ý, tinh tế, biết quan tâm lẫn nhau là được rồi. Một cô gái hiện đại đấy, không vấn đề gì cả ha. Con có thích những cái người mà làm về cái nghề nghiệp của bạn, có con có thích không? Là nhiều khi con nghĩ là nếu mà sau này con không làm ngành y thì con sẽ về làm vườn. Tại cô thấy con cái món quà của con nó liên quan đến cái đó, thì cô nghĩ chắc con cũng thích cái ngành nghề đó. Đúng rồi, con thích cây. Rất trồng cao su, tiêu điều rồi đó. Chào cưng. Rồi bây giờ cái mẫu người bạn trai của con thì như thế nào? Về ngoại hình thì kiểu như là nhìn tươm tất, khôi ngô một tí. Tính tình thì điềm đạm, trầm tính một chút xíu. Tinh tế, biết quan tâm đến người khác. Giống bên đây rồi đó nha, tôi thấy giống bên đây rồi. Kiểu như là chỉ cần chia sẻ được với nhau mọi điều là con nghĩ là sẽ ổn hết. Bằng con hoặc là cao trở lên thì càng tốt. Con mét bao nhiêu? Dạ, con mét 72. Trời ơi, mét 72 bao nhiêu người mẫu vậy đó mà. Ôi xưa rồi đây 82. Vậy thì quá tốt rồi. Không biết đúng hay không. Con có cần yêu cầu phải đẹp trai, phải da trắng rồi thì môi đỏ hay gì không? Có cái gu con sao nè? Dạ không cần phải trắng quá, con trai ngâm ngâm một chút thì nó men đó cô. Đúng rồi, đúng cô cũng vậy á. Gu con là giống cô á. Trai ai trắng tươi. Ok. Sao? Còn bên đây bạn nam sao? Bạn trai nói mong muốn của mình về người hình mẫu lý tưởng cho. Đúng rồi. Còn mỗi nghe đi. Tiêu chí đầu tiên là mong muốn bạn biết hòa đồng, vui vẻ và biết cách ứng xử với mọi người. Em sống khá là tình cảm,
và nội tâm. Thì không, ra ngoài thì công việc thì sao cũng được rồi nhiều kiểu, nhưng mà về gia đình thì lúc nào cũng muốn dành tình cảm cho gia đình, do mọi người xung quanh thân cận mình. Vậy không ạ? Xấu đẹp không quan trọng. Dạ. Nếu mà có thể thì mình có thể xấu, nhưng mà có thể về mình quen nhau rồi có thể chăm bạn nữ tốt hơn thì sao? Chăm dạ. Giống như chăm cây vậy đó, phải không? Bây giờ là vấn đề chỗ đẹp xấu quan trọng, bởi vì tất cả mọi thứ phát triển rồi, xấu cũng thành đẹp được nữa. Rất đơn giản luôn ha. Để soi xem nhà gái thế nào. Con chào chú. Trời đất ơi. Cao dữ rồi. Trời, tôi tưởng làm nghề người mẫu không á. Tôi không nghĩ là có làm mẫu. Không, mẫu cao cao về dễ làm người mẫu lắm á. Ừ. Cô dân cũng còn làm người mẫu được mà. Nè, tôi nói cho ông biết, bây giờ tôi vẫn làm mà, tôi nói cho ông biết ạ. Đừng có mà cười một cách khả ố như thế. Đúng rồi. Nhiều người mời cô dân làm mẫu lắm á. Chúng đang định mời cô dân làm mẫu đó. Dạ, cô đẹp mà cô. Đẹp. Cô đẹp mà, thì hơi mụn mỉm chút thôi. Chú Linh, chú nói cái chữ đẹp mà cái trời, cô nghe thiệt á. À, con không thích điều gì đàn ông? À, con không thích đàn ông vô tâm. Người phụ nữ mà quyết định ở bên cạnh đàn ông á, chỉ là cần sự chia sẻ và lắng nghe thôi. Nhưng mà nếu mà đàn ông vô tâm á, thì sẽ không bao giờ để ý được đến cảm xúc của phụ nữ. Chính xác, đối phương nào, bên nào cũng vậy. Nếu người khác vô tâm thì mình cũng rất là buồn ha. Nhưng mà bên đây là thôi, cứ nghĩ với ai? Hôm nay em đi cùng với chú của em và ba anh em cùng công ty ạ. À, xin mời đại diện xin nhà, mời nhà trai. Chú. Dạ vâng, xin thưa anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Dạ. Và thưa toàn thể quý vị trong phim trường ngày hôm nay. Cái việc này thì thực ra thì ở hai bạn là chính, chứ còn tôi thì tôi cũng không biết rằng là phải nhận xét ra làm sao, bởi vì là trong mắt của mỗi người thì nó có, nhưng mà mình cái cảm nhận của mình nhìn khác nhau. Dạ, cái cảm nhận của mình về cô gái này thì như thế nào? Đó là theo cái góc nhìn của anh á. Nếu mà theo góc nhìn của tôi thì chấp nhận. Rồi, rồi, cảm ơn chú. Hôm nay con đi với ai nè? Dạ, con đi với ba người bạn thân và là cô đồng nghiệp của con. À. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh, chào nhà trai và toàn thể các quý khán giả ở đây. Thì gặp bạn nam bên đây thì Hà nó giống như những điều bộc bạch, thì Hà cũng là người khá là kỹ tính, cho nên là tới bây giờ thì vẫn còn độc thân. Tuy nhiên là theo tao thấy á, bạn bên này là sạch sẽ nha, tin tức cũng thấy cảm thấy khá là ấm áp á. Cho nên là nếu mà mày cứ cho nhau cơ hội đi, coi xem nhau xem thử như thế nào. Dù sao thì cũng 28 tuổi rồi. Vậy nha. Rồi vậy nha. Rồi, cảm ơn nhà gái. 28 tuổi rồi, cảm ơn nhà gái, nhà trai. Rồi bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Em có bó hoa tặng em. Cảm ơn em ạ. Chút quà xíu nữa, chút cuối chương trình em sẽ mở nha. Dạ em cảm ơn. À em không có tí. Con bó cái gì con? Con có chút quà gửi cô ạ. Ồ, cô cảm ơn nha. Cà phê sạch organic ạ. Rồi, dạ. Em cũng có tí quà gửi anh. Cảm ơn em. Em nhìn anh thấy có như thế nào? Dạ là anh tương tất ạ. Thì em là khá là xinh, cao. Dạ, em cảm ơn anh. À, cũng may mắn một chút là anh cao hơn em một chút. Dạ. Là con cao mét nhiêu? Dạ, con cao mét khoảng 73, 74 ạ. Thì công việc của em thì thời gian nó có chiếm nhiều không? Dạ khá là nhiều. Em làm từ 7 giờ sáng đến 8, 9 giờ tối mỗi ngày luôn. Rồi. Nếu có cơ hội về Đắk Lắk làm đúng công việc của em có về không? Dạ nếu mà có cái gì đó níu kéo thì em sẽ về. Câu này hay nhất nè. Về Đắk Lắk cũng xin được nghề này vậy. Dạ. Em có thích kinh doanh không? Tại vì công việc của anh là kinh doanh, anh đi lại khá nhiều, cũng di chuyển nhiều. Thì thường thường anh đang sống với bố mẹ thì thường thì sáng anh sẽ đi, tối anh sẽ về. Trừ những hôm đi xa, ví dụ như là lên Sài Gòn họp hay là đi làm ở xa thì anh sẽ ở lại, nhưng mà thường thường thì sáng đi tối mới về. Dạ, thiệt ra là em rất là thích kinh doanh luôn. Em thích cái công việc nó khá là năng động, nhưng mà kiểu ngay từ nhỏ thì gia đình hướng em theo ngành y, cho nên là em đi làm tới ngành y. Mà sau này khi mà tới một cái độ tuổi nào đó thì em sẽ chuyển hướng, em không có làm trong ngành y lâu dài. Cho nên kinh doanh thì em khá là thích. Anh thấy ngành y nó khá vất vả. Dạ. Ừ. Nó chiếm gần như là toàn bộ thời gian của em luôn. Nếu mà có cơ hội, nếu mà có duyên, dạ, thì anh mong sẽ được cùng em về Đắk Lắk kinh doanh, hai ta cùng kinh doanh.
Dạ. Anh thì có thường đi công tác ở Sài Gòn không? Cuối tháng là anh lại xuống đây. Đôi khi thì ta chỉ cần lý do để xuống thôi, vẫn có thể đi được mà. Xe cộ đi lại cũng thuận tiện mà. Dạ. Vâng. Em muốn hỏi là anh có bị áp lực về vấn đề phải cưới sớm không? À, em hỏi câu đó hả? Dạ. Ví dụ như em, nếu mới ví dụ mình cho nhau cơ hội quen dạ. nhau, yêu nhau thì ví dụ bao lâu thì em muốn cưới? À, ý em là em không phải vì tuổi tác mà em áp lực cưới, mà em chỉ cần là hai người hiểu nhau, cùng nhau tự nguyện tiến tới hôn nhân thôi, chứ đừng có đặt ra áp lực là vì anh với em khá lớn tuổi cho nên là nửa năm phải cưới hay một năm phải cưới. Em nghĩ quan trọng là tình cảm. Đúng rồi, dạ. ví dụ gia đình thì cũng có áp lực với anh về cái dạ. chuyện cưới xin, nhưng mà đối với anh thì cái chuyện hôn nhân là chuyện cả đời, có thể là nhanh nhưng không thể vội được. Dạ đúng rồi. Quan điểm của anh là vậy. Em cũng vậy. Còn bây giờ thì cảm nhận các bạn bên thế đây, nào? Bên đây, bên đây. Các bạn cứ tự trả lời bằng nút bấm của mình. Đánh lúc chúng ta rồi, bấm luôn rồi đó. Thôi thằng nó bấm lại. Luôn rồi. Hãy cùng nhau. Rồi nó bên đây nó bấm luôn rồi. Khỏi nói đi. Bạn bấm trước rồi. Được, không sao cả. Bây giờ em có thể lấy món quà của anh tặng em. À, trời ơi, thằng này nó quyền bí thiệt đó. Bây giờ mới cho mở quà. Đúng rồi. Ghê thiệt chứ. Thôi để anh mở cho. Để Quân mở đi. Đây là một món quà mang biểu tượng của người Đắk Lắk, đó là chiếc nhẫn lông voi của người Đắk Lắk, và có mang ý nghĩa là mong nó một biểu tượng về tình yêu ở chỗ em, nên là muốn tặng bạn nữ. Đây, nào. Rồi. Trời ơi đẹp. Ơi. Trời ơi. Một nụ hôn đầu tiên. Đúng rồi. Để đánh dấu ngày mà chúng ta gặp gỡ, ngày mà duyên nó đến. Chào anh em nha. Rồi, hai đứa đi đường này. Dạ. Xuống đây. Đi thôi. Đi xuống đây rồi đi thẳng qua đây nha. Dạ. Không cà phê chòi thì em đi ngang, em ghé chòi em nghỉ mệt thế thì có. Nghỉ mình hay nghỉ ai? Không đâu, em đi mình anh, em đi là đi lên công việc đi làm á. Đi mình anh vô chòi làm gì? Không anh ơi, em hỏi nó cà phê ôm không anh? Có cà phê ôm không anh? Có của giờ lắm. Bây giờ em giao hết mà. Đó. Bởi vì em mới cần thương em sự thật. Em không có tính toán hoặc là con cái hay là vấn đề gì do mẹ thôi. Cứ chạy về 15 triệu đưa vợ hết. À, trai. Mời đi em. Xin mời nhà gái. Chào cô gái. Mời cô gái ngồi. Dạ bên nhà gái xin được phép giới thiệu trước ạ. À. Rồi xin mời. Dạ em tên Nguyễn Thị Thanh Nga, năm nay em được 43 tuổi. Em làm dài thể thao. Nga là ở đâu Nga? Dạ em ở Biên Hòa, Đồng Nai anh. À rồi mời em trai. Em tài xế xe. Em tên là gì? Em tên Lê Quang Lê, hôm nay 44 tuổi. Em ở đường tỉnh Lộ 10 với em. Đồng Nai với tỉnh Lộ 10 cách nhau chừng vài chục. Đồng Nai thì em đi ngang hoài. Đi hoài đúng không? Em có lái xe bỏ giày chưa? Có, em giao mấy cái cối mà đế giày, mấy cái cối đế. Ủa vậy đó hả? Vậy là cũng được à, có đôi khi là giao lấy giày bên đó rồi mà chưa biết á. Rồi bây giờ chúng ta đến với phần ưu điểm và khuyết điểm đi, xin mời nhà gái. Dạ, cái ưu điểm của em á thì vui vẻ, hòa đồng. Còn cái khuyết điểm của em á thì ai mà nói gì tới em mà không đúng cái em buồn. Em buồn cái em khóc. Buồn khóc rồi chứ mình không làm gì người ta hết. Không giống làm hết, chỉ buồn khóc hả? Thôi. Giống anh. Giống Lây hả? Cũng buồn khóc. Một mình không ai biết. Vậy là em với anh giống nhau có chỗ đó rồi đó. Về vui cái là hai đứa mạnh ai nấy khóc, không ai nói với ai nữa mới vui. Kỳ. Em trai, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Nấu rồi cũng được anh. Ngon không? Cũng ngon mà. Cũng ngon hả? Rồi khuyết điểm là gì Lây? Ít nói. Ít nói. Gì nữa? Hay buồn vậy thôi, còn cái là đi cà phê. Cà phê mà làm gì khuyết điểm? Tội nghiệp quá rồi. Cũng cà phê thì cũng các kiểu anh. Kiểu gì? Cà phê thôi chứ. Em uống cà phê kiểu gì em nói cho nghe coi. Có nhiều kiểu cà phê lắm. Cà
cà phê ba rồi như mình đi cà phê vậy đó. Cà phê chòi có không? Không, cà phê chòi thì em đi ngang em ghé chòi em nghỉ mệt thế thì có. Nghĩ mình hay nghĩ ai? Không đâu, em đi mình anh như em đi là đi lên công việc đi làm á. Đi mình nên vô chòi làm gì? Không anh ơi, em hỏi nó cà phê không anh? Có cà phê không anh? Không, tại nào giờ anh không có cà phê, anh không có biết cà phê ôm em ơi, anh biết cà phê bình thường à. Hồi nãy mới nói tao uống cà phê các kiểu. Có đi cà phê giỏng không? À, cà phê giỏng thì có. Có thì chưa? Nhưng mà em nằm ở anh thôi. Sao mà em biết em nằm ở anh? Không, tự thật. Hả? Hiểu không? Cà phê chọi đâu nhiều chỉ anh coi. Cà phê chọi. Cà phê chọi thì ở đâu? Cũng là ở đó luôn thôi. Ở Đồng Nai nhiều lắm. Nữa. Công chuyện của mình mình làm có ngành đi hỏi người ta địa chỉ rồi. Tôi dám được tôi biết nhiều chỗ lắm. Trời. Tôi đi hoài à? Bữa nào mình đi uống cà phê chòi bữa nha. Bữa nào tôi dám không đi, tôi không đi. Anh hiền khô à. À. Nó đâu có gì đâu, nó buồn buồn đi uống cà phê chòi phải giỡn chơi vui thôi, có gì đâu. Cứ tấn công người ta hoài. Ừ, tại mệt em vô đó em nghỉ mệt thôi chứ. Nào giờ mấy mối tình rồi? Nó hai mối tình mà người ta yêu em không à. Trời ơi trời, sao lạnh lùng vậy? Không phải là người ta yêu mình mà mình không yêu lại. Yêu chứ mà cái là em không có chủ động á. Ví dụ người ta nói anh ơi, giờ em thích anh quá rồi sao? Thì đây em cũng nói thì có xem xét kỹ chưa mà thích. Như anh là một người tài xế xe vậy đó. Và anh cũng chưa có đến hoặc là một cái tấm lòng thương ai hết. Thì em thương thì như cũng tìm hiểu nhưng mà rồi người đó chủ động hoặc là điện thoại hẹn hò như vậy. Vậy nữa hả? À, em còn cái tình cảm của em là không có đâu. Rồi để tôi gọi coi nhà gái, tôi coi mắt nhà gái coi làm sao. Ha, chào em gái. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có một đời chồng à. Đã ly dị này được 2 năm. Lúc đó thì em với ông xã em thì cảm dạng như là không có quan tâm tới em, mẹ con em. Cho nên là cảm thấy thì không hợp nữa thì tụi em chia tay. Con em là con trai hay gái? Dạ con trai. Giờ ở với ai? Dạ ở với em. Ở với em luôn? Dạ. Rồi em đi làm ai giữ bé? À, bé đi học anh, rồi ở nhà với bà ngoại. Mấy tuổi rồi? Dạ nay bé được 10 tuổi. 10 tuổi? Dạ. Lây nghe cô bên đây có gia đình rồi thì em nghĩ sao? Một khi em không lên đây, em lên đây em cũng chấp nhận người đó. Vậy thì bây giờ anh nói luôn là cái tiêu chí của anh để chọn bạn gái nó là cái gì? Tính tình sao? Tính tình thì tình người. Người đó như tỷ mình nhìn thấy người già kia nọ mình cũng thương, mình đừng có lấn lướt. Hoặc là mình đi trên đường cũng vậy, mình chạy chiếc xe mình gặp người già mình cho qua trước đi. Mình từ từ mình qua à. Đó là mình cảm kích cái người lớn. Dạ. Thứ nhất, cái thứ hai nữa thì nói chuyện đâu qua đó rõ ràng. Không để ấp mở mở trong lòng. Đây là một chàng trai rất là hiền lành, chất phác, thật thà, lo làm ăn đó. Còn em muốn tìm một người chồng tương lai thế nào? Nói chung là em thì cũng muốn một người có tương lai, một người mà để gọi là tâm đầu ý hợp á. Thì nhất á là người đó cũng thiệt tình và đồng thời phải đồng cảm với em. Cái thứ nhất, thứ hai nó đừng có ghen quá. Người mà dạng như chung chăn chung gói với mình á thì ghen quá thì mình cảm thấy là nó cái sự ngột ngạt. Dạ. Có ghen không Lây? Thương với nhau mình phải tin tưởng lẫn nhau, còn không thương thì thôi. Rồi Lây đi với ai vậy? Em đi ên anh. Mình ên thôi. Còn em gái Nga đi với ai? Dạ em đi với em họ của em. Em họ? Dạ. Rồi chào em họ của Nga. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em nói chung là nãy giờ em thấy anh Lây á thì có cái nói chung là hiền, thật thà và giống như là nói năng cũng điềm đạm lắm. Như vậy thôi. Có hợp với chị nhưng em không? Là em cảm nhận em chắc không hợp. Em cảm nhận em chắc không hợp. Anh thì hiền quá. Còn chị thì hơi chị lanh. Thì em thì lanh, lanh nhiều hơn anh. Bù trừ cho nhau được mà. Rồi. Cảm ơn bạn. Bây giờ thì chúng ta cho hai bên gặp nhau đi nhờ. Rồi. Mở rào.
Hả? Đây là phần của em đó. Vô anh. Và anh gửi em kỷ niệm. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà để gửi cho anh. Đây là một bức thư và một cái hộp kẹo. Rồi, anh cảm ơn em rất nhiều. Em mở ra coi. Kẹo đây. Hả? Kẹo. Cái đó là kẹo cái... hả? Kẹo ngon quá anh. Nhớ hồi chi anh còn... Trời ơi, xin ăn nữa. Này gì đây? Trời gì quá, đẹp quá vậy. Hương tình cuối mùa thu đó. Chào anh. Ngoài kia rất nhiều người, nhưng chúng ta gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên. Em hy vọng chúng ta sẽ suy nghĩ kỹ và chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội anh nhé. Được không? Bỏ đây làm kỷ niệm. Nằm ở trong tim của mình ngay từ đầu đi nha Lây nha. Em quay qua đây nói chuyện với lại Nga đi. Nó lớn lên sao cho Nga nghe nè. Em chào anh. Anh lần đầu tiên anh gặp em anh thấy sao? Dễ thương. Thì gái thì em còn em nhìn thấy anh có đúng đối tượng của em không? Bây giờ nếu mà nó đúng đối tượng hay không đúng đối tượng á thì để tìm hiểu thêm và mới biết được nó có đúng hay không. Chứ bây giờ mới gặp nhau cái mình đâu có thể nào đánh giá bên ngoài được, đúng không anh? Thì nếu mà cảm thấy được á thì bao lâu anh cưới? À, cưới xong rồi tiền ai giữ anh? Đó. Vô luôn. À, gia đình anh mà bao nhiêu anh có hai anh em à? Bây giờ từ từ, để từ từ em trai tôi đang run trả lời từng câu ha. Cái tình cảm thì không biết là em dành cho anh như thế nào. Cái phần đó thì để tìm hiểu sau. Đúng rồi. Nhưng mà anh thương em thì anh chấp nhận anh cũng thương con em. Đó. Cái điều kiện đó là anh làm được. Thí dụ anh thương em chừng nào á, anh cưới luôn, hỏi luôn rồi đó. Mình có thể qua năm sau một năm mình cưới. Sau một năm mình cưới, được không? Dạ. Rồi chẳng hạn như cưới rồi về ở đâu anh? Anh thì anh ở cậu, hồi nhỏ tới lớn thì bây giờ cậu cũng là lớn rồi, cũng lớn tuổi rồi. Sau khi về bên nhà, bên Cần Thơ quê ngoại sống là bây giờ ở đó thì không ai ở. Khi ông mất rồi cũng không ai ở. Khi về đó anh ở. Cần Thơ là ở đâu? Nó thuộc về huyện Phong Điền anh. Huyện Phong Điền, sát thành phố Cần Thơ luôn. Đó giờ á, quê em thì sinh sống ngay tại ở biên hòa Đồng Nai. Thì công việc của em đó là cũng đang ở Đồng Nai. Nếu như mà thật sự em mà đi theo anh về bên đó thì thứ nhất là phải có công việc. Khi một mình anh làm nuôi thì hai mẹ con thì cũng hơi bị khó khăn. Thì cái đó em cũng nói trước. Ở Đồng Nai là em ở với ai, nhà của ai? Dạ nhà đó là nhà của em. Thí dụ bây giờ Lây về ở Đồng Nai với em rồi Lây lái xe rồi hỗ trợ em thì có được không? Dạ cũng được anh. Đó, mình mở ra thêm một cái cửa nữa, đúng không? Thậm chí là hai đứa mà yêu thương nhau á, mình sẽ phát huy cách là gom gom tiền mua cái xe rồi chạy dịch vụ nữa. Đúng rồi. Cái ước nguyện của em nó điều đó thôi. Điều đó thôi đúng không? Đơn giản. Em làm thì như là có của thì vợ nắm. Vậy thôi. Có của vợ nắm. Bây giờ em giao hết mà. Đó. Bởi vì em mới cần thương em sự thật. Em không có tính toán hoặc là con cái hay là vấn đề gì do mẹ thôi. Cứ chạy về 15 triệu đưa vợ hết, đúng không? Chia lợi ích đúng không? Lấy lợi ích sổ sổ. Lấy lợi ích đi cà phê. Thấy tội nghiệp không? Nhưng mà lấy vợ có đi cà phê đèn màu không? Có đi chở vợ đi theo. Chở vợ đi theo. Thật tình lắm á. Hiền thiệt luôn á nha. Hiền thiệt chứ không phải là hiền giả. Không phải là diễn dạ, đúng nha. Rồi, em thấy hiền. Bây giờ này nè, em tiến tới, em lại em nắm tay Nga coi. Anh cho anh xin nắm tay nha. Đứng kéo Nga đứng lên. Trời ơi, buồn hôi không kìa. Vung quá mà ra buồn hôi luôn. Vung lắm á. Rồi, bây giờ là, nè, người ta là còn trong trắng luôn á nha. Chưa có người yêu. Có lẽ đây mà yêu được là yêu tới cùng luôn á. Chưa nắm hai cái tay để đây coi. Đi không lẽ tôi đi theo hai người này luôn. Em nhìn vô mắt Nga coi. Nhìn thẳng thẳng sâu vô mắt Nga coi. Em hát thử một bài gì đó cho nó. Cứ ngỡ đời tôi đã hết thật coi. Bởi vì số phận tôi gặp không ai.
Tương lai mong ước trong đời xuôi thay sụp đổ tới bời. Ôi gã gời thẳng sáng trời ơi. Hay quá. Như từ đâu xuất hiện một người mang cho ta ánh sáng cuộc đời, ta hạnh phúc bên người hiền. Đó. Thấy chưa? Hát ngọt ngào tình cảm. Em hát tặng lời bài cho anh đi. Nói chung là em không có thuộc anh Quyền Linh ơi. Cho nên là em chỉ có nói thôi chứ. Rồi, nói gì nói với anh đi. Thì nói chung là anh thấy anh á thì hát rất là hay, hiền. Thì sao em? Thì vấn đề nãy em cũng trao đổi anh gì đó thì cứ từ từ mình tìm hiểu. Là tìm hiểu là mình tìm hiểu như thế nào em nói. Đúng, đúng. Anh rảnh cái thời gian nào? Anh tìm chừng nào mới hiểu. Anh thì nếu mà anh rảnh thì bữa Chủ nhật. Còn anh chỉ muốn nói với em á, thì anh thương em sự thật. Mình đừng có hai điều mình đừng nên bỏ lỡ ha. Một, chuyến xe cuối cùng. Hai là người thương mình thật lòng. Anh mong em đừng bỏ lỡ. Anh mong em đừng bỏ lỡ. Hay quá. Thấy chưa? Anh nói nhỏ mà cái câu cuối hay hơi ghê không? Bấm là phải có trách nhiệm với cái nút bấm của mình, phải tạo mọi điều kiện để tìm hiểu với nhau. Hai anh chị sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Em gái không bấm. Em còn băn khoăn điều gì? Nói chung là em thấy anh này á, thì cũng hiền. Và nói chung chắc không phù hợp với em. Thật ra cuộc đời để kiếm cái người mà phù hợp với khó mình lắm. Nó khó lắm. Dạ. Có thể chúng ta tự tạo cho mình cái cơ hội để mình phù hợp với nhau, hay là chúng ta có thể thương những cái gì mà nó chưa hợp với mình. Cái điều đó hay nha, có những người không hợp nhau nhưng họ sống với nhau cả đời luôn. Bởi vì họ hỗ trợ cho nhau, xa nhau thì họ thiếu cái gì đó. Còn hai hợp với nhau á, là hai người cùng cá tính với nhau, nó dễ chọi với nhau lắm. Thôi, duyên số mình không có rồi. Em trai nha. Em ít có cô gái lắm. Thành ra em nhút nhát. Em này á, thì nói không hợp thì em cũng chấp nhận. Không sao đâu em. Rồi sẽ có rất nhiều người trên truyền hình hợp với em. Có rất nhiều người trên truyền hình sẽ hợp với em gái bên kia. Cảm ơn anh chị. Rồi, đi xuống đi đây xuống chị. Đây. Em chào anh Nguyên Linh. Rồi. Rồi, chị đi đường này nè. Đôi khi cuộc sống mình mong muốn người mà hợp, thật hợp với mình rất rất là khó, khó lắm. Chính vì thế chúng tôi luôn luôn muốn những cặp đôi họ sẽ suy xét cho tận cùng để xem cũng không cần hợp gì cho lắm, chỉ cần hợp một chút chút thôi. Rồi từ đó chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta phù hợp với nhau. Dạ thì em lấy anh ba thôi, anh thù ta 3.5 được không em cuối lời? Đúng rồi, lấy 3.5 ha, tháng ha. Đúng rồi. Được, cũng được anh em mình làm ăn nha. Trời ơi Linh ơi Linh, bữa nay đi hẹn hò mà ông bàn cái chuyện làm ăn là sao trời? Kệ, có lấy lại phòng trọ cho thuê cũng được. 3 mối tình nhưng mà thì cái mối tình thứ hai của em á là người đó em có đăng ký kết hôn luôn. Vươn lên trong sự nghiệp, có ý chí trong sự nghiệp thôi. Nhưng mà anh đảm bảo những điều đó. Tại vì cái đầu óc của anh á, anh nói anh nhìn đâu đến cái tiền á. Nhà trai. Đây, chào anh trai, anh ngồi. Xin mời nhà gái. Mình nói chuyện lớn lên để cho giao lưu cái tiếng nói đầu tiên ha. Rồi chút xíu mình gặp nhau luôn. Mời bạn trai. Dạ, xin chào tất cả quý vị và khán giả trong trường quay. Và chào anh Quyền Linh với lại chị Hồng Vân. Chào em. Em tên Vũ Hoàng Hiệp. Năm nay em 40 tuổi, nghề nghiệp em là tự do. Quê gốc của em là Hà Nam nhưng mà sống và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Là công việc gì? Công việc của em là em nhà em có cho thuê phòng trọ. Phường mấy? Ở Phú Nhuận. Nào anh tới anh thuê vài phòng nha. Đợi em đang có dự kiến xây thêm 10 đó. Vậy cho anh thuê 10 phòng đó luôn đi. Anh cho thuê lại thôi chứ gì chứ. Dạ thì em lấy anh ba thôi, anh thù ta 3.5 được không em cuối lời. Đúng rồi. Lấy 3.5 ha. Đúng rồi. Được, cũng được anh em mình làm ăn nha.
Trời ơi Linh ơi Linh, bữa nay đi hẹn hò mà ông bàn cái chuyện làm ăn là sao trời? Kệ, con lấy lời phòng trọ cho thuê cũng được. Mình giới thiệu về mình đi bé. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em là Võ Thị Ngọc Thủy, năm nay 35 tuổi. Em là nhân viên bán hàng. Rồi em ở đâu? Em ở với ba mẹ em ở Gò Vấp. Em nói luôn đi, một cái ưu điểm gì, nhược điểm gì? Thì tính em trầm tính và ít nói. Thì ưu điểm em là thuộc tiếp người hoàn toàn của người phụ nữ gia đình. Thì em biết vun vén cho gia đình, biết tiết kiệm, biết sạch sẽ gọn gàng và chăm sóc chồng con. Nói chung là em thuộc tiếp người phụ nữ hoàn toàn á. Thì biết nội trợ. Phụ nữ thuần chủng đó. Dạ. Đó, phụ nữ của gia đình đó. Dạ. Em quản lý phòng trọ được không? Dạ được anh luôn, em, được. Em rất là thích kinh doanh. Nếu mà có duyên với nhau thì em sẵn sàng về giúp cho anh quản lý phòng trọ. Thấy chưa? Được tuyệt ha. Vời, tuyệt vời. Hiệp, điểm mạnh điểm yếu là gì? Dạ, chào em dạ. Nói lớn lên coi nào. Dạ, ưu điểm của em là sống tình cảm. Khuyết điểm là gì? Dạ, khuyết điểm là hơi nóng tính, dễ tin người. Nóng tính cỡ nào? Em im lặng là đi ra ngoài. Ừ, được. Rồi cái đường tình duyên của em sao? Em có mấy mối tình rồi? Thực tế ra là em có 3 mối tình. Nhưng mà thì cái mối tình thứ hai của em á, là người đó em có đăng ký kết hôn luôn. Là đã ly dị rồi, là có một đứa con người, ở với mẹ. Giờ mấy mẹ, tuổi? Mẹ lấy chồng rồi. Được 8 tuổi. Gái hay trai? Con trai. Rồi em có gặp thằng cua 8 tuổi của em không? À, năm ngoái em có gặp, bị dính dịch cái là giờ từ hôm dịch giờ em đi không đi đâu được hết á. Bây giờ em mong muốn điều gì ở cái người phụ nữ đó? Phụ nữ em chỉ cần người ta hiểu chuyện thôi, chân thành thôi, có gì nói đó. Tế, sống thực tế thôi. Em thì 40 rồi, cái suy nghĩ nó cũng cứng rồi nên em biết lắng nghe nhiều hơn và em hiểu chuyện. Cho tôi hỏi đàn gái xíu nào. Dạ. Đàn gái có đường tình duyên thế nào vậy? Em có hai mối tình, một mối tình là sinh viên, một mối tình là cũng chia tay gần đây. Mấy năm? Một năm, nói chung là anh đó không biết tôn trọng và chia sẻ. Chia tay bao lâu rồi cơ? Dạ khoảng 3 năm ạ. Nhưng vấn đề chỗ nãy giờ em nghe câu chuyện anh bên đây em cảm nhận thế nào? Em có lo lắng điều gì không hay là em có ngại điều gì không? Em hỏi một câu là hiện tại anh vẫn đang hàng tháng cung cấp cho con phải không ạ? Có cung cấp và để một cái quỹ cho nó nữa. Vấn đề đó anh thì tiền bạc thì anh không có quan trọng cái phải như thế nào hết. Đó là con anh mà. Dù cả kể em cũng vậy. Sau này mà nếu là có chung với nhau á thì anh cũng chu toàn đôi bên cân bằng hết. Ý em á là giả sử như mình có duyên bấm nút với nhau á thì á em muốn là anh có cái sự rõ ràng với em, đừng có giấu giếm. Tức là em không phải là ích kỷ hay nhỏ nhen gì đâu, em muốn có cái sự rõ ràng với nhau á. À. Thì đó vậy thôi. Không hiểu hiểu mà. Hôm nay em đi với ai bé? Em đi với mẹ em và ba em. Rồi, chào cô chú. Hai cô chú có ý kiến thế nào về người đàn ông này? Tôi thì tôi không đặt vấn đề quan trọng giàu nghèo hay là chu cấp hay thế nào. Dạ. Nhưng mà thấy là người đàn ông biết chăm sóc gia đình, phải dạ. thành thật, không rượu chè, hút dạ. sách, cờ bạc. Đó là điều tối kỵ của tôi. Bây giờ mình không có nói gì được, tại vì gặp nhau mấy cái phút ngắn ngủi quá, không dạ, có nói mà. Được gì hết. Dạ. Thì hai người có thể tìm hiểu nhau. Nếu có dạ. duyên có nợ thì tốt, còn dạ. không duyên không nợ thì cũng như là bạn bè dạ, thôi dạ, dạ. để quên nó. Chào hai MC Quyền dạ. Linh vui vẻ hoặc bác và cô Hồng Vân dạ. xinh đẹp dạ. vui vẻ. Cảm ơn chị dạ. cảm ơn cô ạ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với bà chị Kết Nghĩa. Rồi xin chào chị. Dạ em chào chị ạ. À. Xin chào chị Quang, anh Hoàng Linh và chị Hồng Vân. Hiệp ơi, cô bé bên đây rất là xinh dạ. tính tình cũng năng động đó. Thì chị hy vọng là hai đứa cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu ha. Tại vì cái vừa qua cái câu chuyện của Hiệp bên đó thì lúc đầu thì nó hơi trắc trở đó. Chị hy vọng sau này thí dụ như được thì tụi em tìm hiểu kỹ hơn và đến với nhau cho hai bên gia đình vui vẻ. Dạ, chị, cảm ơn chị. Cảm ơn dạ. ơn chị. Hai bạn cũng lớn rồi, có thể đủ quyết định tương lai của mình. Mở rào. Bắt đầu đi Hiệp. Dạ, em tặng anh. Cảm ơn em. Nói chung là cảm nhận đi, em cứ cảm nhận về anh đi. Ví dụ em có gì chia sẻ với anh. Anh hiện tại ở Phú Nhuận luôn hả?
Thì hiện tại là em là nhân viên bán hàng, thì sao mà em có thể thi lên làm quản lý? Nhưng mà cái hướng của em á, là muốn là chồng trụ cột trên kinh tế chính và em bán hàng online. Hoặc là dài này sau này em sẽ phụ anh quản lý kinh doanh phòng trọ. Thì em rất là thích kinh doanh, thì ý anh thế nào? Thật sự ra cái kinh doanh phòng trọ nó chỉ là một cái bàn đạp của anh thôi, là chỉ một cái để làm chân đi thôi. Còn thực ra cái định hướng của anh là anh qua dịch anh còn mở công ty. Tại vì anh có những cái quan hệ dịch vụ rất là tốt. Anh muốn mở dịch vụ công ty dịch vụ thương mại. Dạ. Thì còn anh biết cái định hướng em, như em nói là em có những cái tư tưởng về phái kinh doanh. Thì anh nghĩ rằng là nếu mà có cơ hội chúng ta sẽ làm việc với nhau nữa nhiều hơn. Dạ. Dù như không có thành thì cũng thành này thành kia. Dạ. Phải không anh? Nhưng mà anh mong là anh cũng 40 rồi. Em thì cũng 35. Phải không? Thì cứ cho nhau cơ hội. Cô bạn này là giống tâm trí tưởng tượng của em không? Dạ, em thấy ấy rất là dễ nhìn mà. Dễ thương nữa. Dễ thương ha. Dạ. Còn em thấy anh này sao? Lúc mở rào ra em thấy... Thật ra thì em không đòi hỏi gì ngoài hình người đàn ông. Em chỉ quan tâm là người đàn ông biết tôn trọng và có sự vươn lên trong sự nghiệp, có ý chí trong sự nghiệp thôi. Nhưng mà anh đảm bảo những điều đó. Tại vì cái đầu óc của anh đó, anh nói anh nhìn đâu đến cái tiền á. Từng làm rồi, từng mở quán bún cá Kiên Giang ở trong phố Bùi Viện rồi. Nhưng mà mình mở ngu quá, mình cứ đưa cho cái cô kia đến nấu, cái tự nhiên cô bỏ đi, cái mình bơ vơ luôn. Dở vô đó đó. Thôi nói chuyện tình yêu đi, làm ăn hoài. Vì nãy nghe nói nhà Gò Bắp thì mình ở đường nào á? Em ở đường Cây Châm. À, Cây Châm thì anh từ nhà anh qua đó cũng gần mà. Dạ. Gần sạch luôn á. Thì anh nếu mà được cái rảnh thì anh có thể mời em đi ăn. Dạ. Mong em tạo điều kiện cho anh. Dạ. Ok. Ai nhìn anh cái nhìn ban đầu á, người ta cũng nói anh khó gần. Nhưng mà khi nói chuyện anh rồi á, thì người ta lại muốn thân. Dạ. Thật. Nhìn mặt anh nó khó chịu lắm. Nhìn mặt anh muốn nằm châu châu mày nè. Nói chung nhìn mặt hung dữ á. Thấy cái chân mày không là thấy hung dữ rồi. Ôi, anh Linh này có làm gì chị Dân không? Chị bị Dân áp lực. Để em biết sao là nhìn hồi cái thấy sao nè? Ấm áp không? Dạ có. Bây giờ Hiệp tới giao lưu cảm xúc chút xíu nào. Yeah. Mình trao nhau cảm xúc ban đầu cái lại nắm tay cô gái đi. Đó, bước vậy tới em đi nói Hiệp. Cái gì chân thành nhất đúng đi rồi. Đó, mặc dù nãy là hai người đều ngầm nói là cho nhau cơ hội rồi đó, nhưng mà nhìn thẳng vào mắt nhau nói gì đó. Nhìn mặt anh hung dữ lắm nhưng mà anh rất là dễ thương. Mong rằng là mọi thứ là anh có thể làm cho em cảm giác an toàn. Cảm ơn bằng anh. Hành động, anh làm bằng hành động chứ anh dở thì như giặt á. Em cười tươi lên cái coi. Cười đẹp ghê mà nó không chịu cười. À, hát tặng bài đi Hiệp. Em hát một đoạn đứng nước cho niềm vui nha. Đúng, hai tụi em cưới nhau tụi anh vui luôn á, cả nước vui. Và mắc cả quá trời luôn. Ta đi trong mùa nắng sao vàng rực cờ tung bay, rộn ràng về mê say những bước chân rộn về đây. Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi, một ngày vui giải phóng. Ôi, hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em, những lời yêu thương. Yes. À, nhà gái mình làm liền em, đừng để bị thua. Chờ người tên là tên đầu tên rực rỡ, tên trong di vắng nhạt nhòa. Vào mùa trăng đó, chẳng từ phương xa về như giấc mơ. Giọng nghe rất là xúc động luôn á. Cặp này hát hợp nhau nè. Để xem đây có phải là người để cùng trò chuyện, tâm sự, cùng về chung một nhà hay không. Nếu đúng thì bấm ngay cái nút đó. 1 2 3. Trời ơi, bấm một lượt luôn mới ghê chứ, nghe cái khắc khắc. Rồi bây giờ nè, có ba má nè. Bây giờ nắm tay, vẫn nắm tay thế nào? Nào, có ba được rồi. Rồi bây giờ em phải xin phép bạn hôn một. Dạ, xin phép hai bác. Xin phép em nè. Đó, trời ơi, đúng là cái hôn gọi là dạng ngõ luôn á. Rồi, đây là món quà của anh ấy dành cho em. Cảm ơn chị. Đêm nay nè cưng, đi xuống cầu thang đi ngang chào ba mẹ một cái. Rồi, một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Toshiba Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình. Tưởng có gia trưởng không? Dạ, em ấy cũng bình thường thôi ạ. Bình thường mà sao không có con gái dạ. nào bên cạnh nhỉ? Chắc là khó tính lắm đúng không Tưởng? Cũng phải ạ chị.
Tết nay về quê thì nhớ dắt người yêu về, không thì đừng có về quê nữa. À, không phải đừng về cho nên là áp lực nặng nề quá trời quá đó. Anh làm bên ngành cơ khí ấy thì không biết là dân kỹ thuật thì có khô khan không anh ha? Đúng rồi, anh cũng là người khô khan cho nên tới nay anh vẫn chưa có mối tình nào. Mời nhà trai. Đây, mời em trai ngồi. À, xin mời nhà gái. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và toàn thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Tên là gì? Em tên là Hoàng Văn Tưởng, em đến từ Nghệ An. Năm nay em 30 tuổi ạ. Hiện tại em đang làm nhân viên cơ khí tại công ty Tấn Tài ở Bình Chuẩn, Bình Dương ạ. Em vào Nam lâu chưa? Em làm được 5 năm ở Bình Dương. 5 năm rồi. Dạ. Rồi, bây giờ đến nhà gái mình nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, quý khán giả xem đài và anh bên kia. Em là Lê Kiều Trang, năm nay em 29 tuổi, thì quê em ở Thanh Hóa. Hiện thì em đang sống tại quận 12 và làm việc cho công ty thương mại của Mỹ tại quận Thủ Đức. Em nói luôn cho bên đàn trai họ nghe đi là cái khuyết điểm và cái ưu điểm của mình như thế nào? Dạ, cái ưu điểm của em ấy thì là em luôn luôn có suy nghĩ tích cực lạc quan, sống thì chân thành, nhiệt tình với mọi người. Còn cái khuyết điểm của em ấy thì là em hơi cầu toàn một xíu. Với bản thân em thôi, còn với mọi người thì em rất là thoải mái. Rồi mời nhà trai. Dạ em, ưu điểm của em thì em không hút thuốc ạ. Vậy em vui vẻ, hòa đồng, sống có trách nhiệm trong công việc cũng như trong cuộc sống. Em biết nấu ăn, còn là con người của gia đình ạ. Có khuyết điểm gì nào không? Khuyết điểm thì em hơi rụt rè trước các mối quan hệ mới bắt đầu quen ạ. À, rụt rè trước mối quan hệ bắt đầu quen. Dạ. Nhưng vậy... sao quen rồi thì không rụt rè nữa đúng không? Dạ, với lại khuyết điểm lớn nhất của em là năm nay 30 tuổi rồi mà chưa biết lấy vợ. À, chưa biết lấy vợ. Nhưng mà có mấy mối tình rồi? Em chưa có mối tình nào. Chưa có luôn hả Tưởng hả? Dạ. Hồi xưa giờ em chưa bao giờ yêu thầm trộm nhớ ai nữa. Yêu thầm trộm thì em yêu thầm trộm nhiều nhưng mà em hơi bị rụt rè trong các mối quan hệ cho nên em không dám tiếp xúc á. Không dám tiếp xúc, không nói là yêu thương luôn. Dạ, khổ thân dám. Em tôi vậy. Rồi còn mình thì sao? Mình có mấy mối tình rồi cưng? Dạ, em thì có hai mối tình. Một mối tình thời sinh viên và một mối tình cách đây 2 năm. À, em chia tay cách đây 2 năm rồi, lý do chia tay? Do là anh ấy hơi gia trưởng. Quen được bao lâu? Cỡ 6 tháng. 6 tháng, thế dạ. Gia trưởng mới chạy luôn. Dạ. Tưởng có gia trưởng không? Dạ, em ấy cũng bình thường thôi ạ. Ừ, bình thường mà sao không có con gái dạ. Nào bên cạnh nhỉ? Chắc là khó tính lắm đúng không Tưởng? Cũng phải ạ, bởi vì cái tuổi trẻ của em thì nó cũng hơi bị, gọi là hơi bị gian nan ạ. Ừ, mà dạ lớn lên thì em có đi xuất khẩu lao động được 5 năm ở Ả Rập Xê Út. Ừ. Mà bên đó thì phương tiện liên lạc nó hơi bị hạn chế. Ừ. Vậy là bên đó cái phong tục tập quán của người ta khác. Giờ giấc nó cũng chênh lệch nhau nhiều cho nên là em cũng khó có thể là tiếp cận được một bạn nữ. Chưa bao giờ có ý tưởng là sẽ lấy vợ ở Ả Rập Xê Út. Bởi vì cũng có ý tưởng cũng không bao giờ được. Lý do? Mình không đủ điều kiện. Ờ, như vậy là 30 tuổi rồi mà mình chưa có một mối tình chính thức nào. Dạ, chưa có một lần nắm tay ai. Chưa có một lần nắm tay ai, chà, em có áp lực không em? Em áp lực không? Hơi hơi ạ. Vậy thì cái hình mẫu lý tưởng của em thì như thế nào? Dạ, em thì cũng muốn tìm cho mình được một người bạn gái. Tính tình thì vui vẻ, hòa đồng, với lễ phép. Ừ. Có cần đẹp gái không? Đẹp có thì cần... cũng dễ nhìn một xíu được. Ừ. Rồi có chịu đặt nặng về chiều cao như thế nào không? Bạn nữ cao tầm khoảng 1m55 rồi lên được. Ừ. Đã lên đây thì xác định là lên đây để kiếm vợ. Kiếm vợ, quyết tâm cho bằng được. Đó là do em nha, bản lĩnh hay không là do em nha. Dạ. Vừa rồi có ông bạn ở ngoài quê vào, mẹ em có nhắn rồi. Nhắn mấy lời nhưng không phải là nhắn hỏi thăm sức khỏe. Mà có nói là Tết nay về quê thì nhớ dắt người yêu về, không thì đừng có về quê nữa. À, không thì đừng về. Cho nên là áp lực nặng nề quá trời quá đó. Hả? Ừ. Em xin mời anh điều tra, điều nghiên nhá. Bên nhà gái em nhé. Ừ. Dạ, em chào anh. Chào em gái. Dạ. Em tưởng tượng một người đàn ông bên cạnh em là một người như thế nào? Một người điềm đạm, ừ. Có hiểu biết, có chí cầu tiến. Nói chung là người ta đủ cái trưởng thành và có cái hướng về gia đình ấy.
Nhiều. Anh bên đây có chí cầu tiến nè. Có hết luôn. Trưởng thành cái có hết anh luôn. Anh bên đó là có hết luôn, chỉ có là chưa có người yêu thôi đó. Đúng rồi. Cái gì anh cũng có rồi. Dạ. Được đó. Dạ. Ha. Em đi với ai vậy? Dạ em có đi với chú thím với lại hai bạn của em. À. Dạ. Xin mời gia đình đại diện gia đình đàn gái ạ. Xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Xin chào quý khán giả trong trường quay. Tôi là chú ruột của cháu Trang. Mà hiện nay thì tôi đang sinh sống ở Bình Dương. Gia đình ở cháu Trang thì ngoài Bắc, điều kiện xa nên là cũng không ai vào đây được. Còn đối với cháu Trang thì có thể nói thêm là cháu ngoan hiền và có cái đức tính linh hoạt, thông minh và xác định cái sự nghiệp của mình thì hướng phấn đấu là rất cầu toàn, cầu tiến. Còn đối với bên trai thì qua trình bày của cháu thì thực tế mà nói thì với em bên ngoài về hình thức rồi qua cái trình bày thì chúng tôi thấy là cũng được. Đấy, có nghĩa là chúng tôi thấy cũng phù hợp với cái điều kiện rồi cái hoàn cảnh. Đấy, thì bây giờ là chúng tôi cũng lên đây thì cũng mong sau đó là đây là cái duyên thì hai cháu là gặp gỡ rồi là trao đổi thêm, thì nếu mà được thì tiến xa hơn, còn không thì cũng là bạn bè. Thì chúng tôi cũng mong như thế. Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với đồng nghiệp của em, với sếp của em, với cậu anh em đi cùng. Rồi, xin mời đại diện nhà trai ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh với chị Hồng Vân. Dạ. Xin chào quý vị trong khán đài. Em là cấp trên của Tưởng ở trong công ty. Cũng như là theo em làm việc mấy Tưởng từ đó tới giờ, thì em thấy Tưởng là một người không phải nói là hiền mà rất là hiền. Mặc dù là trong công ty chứ thực chất là toàn bộ những người trong công ty đều chắc Tưởng. Ai cũng chọc được Tưởng, kể cả gái lẫn trai. Nhưng mà làm việc thì tốt không? Làm công việc thì rất là tốt, chuyên tâm, chuyên cần, đảm bảo hoàn thành công việc. Theo ông thấy, Tưởng và bạn gái bên này, thứ nhất là tướng bóc thấy hợp lý. Thứ hai, hai em thì anh thấy là đều là hiền. Có thể đến làm việc đến được với nhau thì là cái tốt. Hãy tạo điều kiện cho nhau, em xin hết. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn em. Hình như là anh nói đúng đó, hai người rất là hợp với nhau nhiều thứ luôn á. Bây giờ hai bạn gặp nhau đi nha. Mở rào. Bắt đầu công việc của mình đi Tưởng. À, mình nhận mình quay rồi. Chào em. Anh có món quà tặng em. Dạ, cũng có món quà tặng anh. Anh cảm ơn. Dạ. À, tặng cuốn sách có ý nghĩa quá hả? Dạ. Sao ý nghĩa sao em muốn tặng cuốn sách Hiểu Về Trái Tim này em gái? À, trong cái cuốn sách này thì em cũng rất là tâm đắc. Nó cũng có những cái triết lý mà có những cái trải nghiệm sống sâu sắc. Khi mà mình đọc cuốn sách thì mình cũng có thể hiểu được cái diễn biến tâm lý cũng như là cái cảm xúc của mình. Tại sao lý giải được cái cảm xúc, tại sao nó lại như vậy để mình có thể có một cái cuộc sống thật là bình yên, thật là hạnh phúc ạ. Cảm ơn em. À, món quà của anh có một chú gấu. Anh muốn là gửi gắm cái tình cảm của anh vào chú gấu. Về em sẽ để đến giường của em, đầu giường của em. Có thể là mỗi tối thì nó có thể là được ngắm nhìn em mỗi tối. Hoặc là nếu như mà em muốn ốm nó cũng được. Dạ, em cảm ơn anh. Tuy nhiên nó hơi nhỏ xíu, nhưng mà nếu như mà em muốn một chú gấu mà ấm áp hơn và lớn hơn thì đây là, đó là anh. Dạ. Và chúng ta hãy cho nhau một cơ hội. Dạ. Rồi, mình ngồi xuống đi em. Hai bạn cảm nhận lần đầu tiên gặp nhau đó. Em thấy anh thế nào? Em thấy anh hiền. Có vẻ là ít nói. Đúng rồi, anh cũng phải là ít nói. Nhưng mà mới giao tiếp lần đầu thì anh cũng hơi rụt rè một chút xíu. Anh thấy em thì cũng người cũng tình cảm, cũng thoải mái. Hy vọng là chúng mình cho nhau một cơ hội để tiến tới có một cái kết cục nó tốt đẹp hơn. Dạ. Theo quan điểm của em như thế nào về tình yêu và hôn nhân? Em thì em quan niệm là trong tình yêu thì cần có phải sự tin tưởng chung thủy và cùng nhau xây dựng nó với có thể là đi với nhau lâu dài và hạnh phúc đó. Quan điểm của anh thì như thế nào ạ? Thì anh cũng quan điểm về tình yêu phải chân thật với tin tưởng nhau, có gì thì hãy chia sẻ cho nhau và em hãy cởi mở cái lòng mình một xíu để anh có thể tiếp cận được em trong thời gian có thể nó gọi là nó rút ngắn bớt, nó thuận lợi thì Tết nay có thể mình về ra mặt cũng được. Dạ. Anh làm bên ngành cơ khí ấy thì không biết là dân kỹ thuật thì có khô khan không anh ha? Đúng rồi, anh cũng là người khô khan cho nên tới nay anh vẫn chưa có mối tình nào. Trước giờ anh có cảm tình đơn phương với ai hay như nào không anh? Không, nói chung cảm tình thì anh chỉ có thích thoáng qua thôi. Nhưng mà để mà
cảm tình để mà mình si mê này kia anh chưa có. Chưa có cảm tình với một ai luôn đó. Nhưng mà thật sự là bây giờ ngồi nhìn cô gái bên đó đi. Em có một chút xíu gì cảm tình, một chút gì đó gọi là con tim nó có thay đổi, một rung động gì chưa? Dạ, ở đâu á? Ở đây hay là đấy, ở đây, đây, ở đây. Anh hỏi đâu giờ? Ở đây thì tất nhiên anh em gặp bạn nữ thì em cảm thấy là cũng thích rồi. Nói chung cái con tim của em nó đập rất nhanh, rất hồi hộp. Trọng nói của em nó cũng hơi run. Bây giờ nè, mình còn thêm một chút giao lưu cảm xúc nữa ha. Mình biết tới, mình nắm tay hai cái tay cô gái, đứng lên. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, nắm hai tay luôn nào. Để mình trao nhau cảm xúc ban đầu. Mình hãy cho nhau một cơ hội nha em. Nãy giờ xin cơ hội hoài, nói tiếp đi nào. Bây giờ xin ba lần rồi đó. Nói về những suy nghĩ của mình với cô ấy đi. Anh thấy nhất á. Anh thấy em cũng là con người là hiền, cũng chính, cũng mẫu người, cũng giống như mẫu người của anh chọn. Thì em hãy xíu nữa hãy bấm nút nhé. Vâng, xíu nữa mình sẽ biết ạ. Nếu như mà em mà chọn một con người để cho mang lại cho em một sự giàu sang, sung túc hơn thì chắc là anh cũng chưa có thể hứa được. Nhưng mà anh có thể hứa với em là anh có thể mang lại cho em được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Và có, em có thể cảm thấy an toàn ở, khi ở bên anh. Yes. Đấy, được đấy. Nào, nhìn thẳng vào mắt nhau, hát một bài nào đó thật cảm xúc nào. Vấn đề bây giờ em đang chinh phục cô gái đó. À, rồi thì nói chung em đến từ Nghệ An. Thì anh sẽ muốn hát cho em một bài Dòng Nghề Tìm Về, để là em tìm về với anh luôn. Nhìn cô nghe gái hát tiếng nhìn... ái quen rửa dòng người xa lạ, một cái bắt tay nỉ em người mổ đỏ. Cái giọng quê ta đậm đa sâu nặng, tiếng nói quê mình mộc mạc mà thương, tiếng của quê hương về trong nỗi nhớ. Đã gặp nhau rồi ranh dễ lắm quen, đưa nhau tìm về hai chữ đồng hương. Giờ gặp nhau đây xôn xao tiếng nghệ, mời anh mời chị mời bạn mình ơi, em yêu giọng nghề thì anh dắt em ta cùng về. Thì anh dắt em ta. Dễ thương. Bạn gái hát hát lại đi. Em thì em không có cái năng khiếu hát, nhưng mà em thấy là trong cái cuốn sách này nó cũng có một xíu đoạn thơ mà em cũng cảm giác là mình tâm đắc. Thì em xin đọc cho mọi người cùng suy ngẫm. Ngày mai sẽ ra sao bây giờ ai biết được, phút hiện tại nhiệm màu, hết lòng với nhau trước. Trở về ghế cho các bạn. Chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra thật sự con tim mình có rung động chưa? Một nửa mảnh ghép này có phải là của chúng ta hay không? Nếu thật sự, chúng ta đừng ngại ngùng gì cả, bấm ngay cái nút bấm đó, không cần đếm. Còn nếu không, thì chúng ta để dành nút bấm đó cho người khác. 1 2 3. Hết thời gian. Em không bấm hả? Em gái không bấm. Không sao. Thật sự là có vẻ em cảm nhận đây là chàng trai nhút nhát hay là như thế nào? Dạ thì thực ra là em cũng thấy anh hơi nhút nhát một xíu. Nhưng mà em cũng rất là quý cái sự chân thật của anh. Rất rất là chân thật. Thì là em nghĩ là em cần thêm thời gian. Nếu mà trước là có thể làm bạn thì còn trong cái giây phút này thì em cảm thấy là mình nên sống thật với những cảm xúc của mình thì sẽ tốt cho cả hai người. Thôi. Chúc cho ta sớm tìm được hạnh phúc ở đâu đó xung quanh chúng ta thôi các bạn nhé. Rồi bây giờ mình nhận quà của chương trình đi. Rồi chúc hai đứa mau tìm được một người của em. Cảm mình ơn nha. Chương trình ok tự rồi, mỗi người một con đường. Rất tiếc cho chàng trai nhưng không sao, trên sóng truyền hình có rất nhiều cô gái cũng sẽ nhìn thấy chàng trai đó là một nửa mảnh ghép của mình. Hãy gửi nút bấm về chúng tôi nhé, và cũng rất nhiều chàng trai hãy gửi nút bấm về để chọn cô gái của chương trình. Chúng ta sẽ làm quen với nhau và biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ là một trong những người có thể chinh phục được trái tim của những người trong gia đình bạn mối ngò mà họ chưa bấm nút. Bây giờ chúng mình gặp cặp đôi thứ nhì đi ha. Xin mời. Nói thật với bạn là mình có sở thích đi du lịch bụi, mình đi cũng tương đối nhiều nhưng mà hầu hết đi một mình. Thì mình mong là qua chương trình này mình sẽ có được bạn đồng hành với mình trên mọi chuyến đi sắp tới. Vậy là hay quá rồi. Hay quá. Khi mở ra nhìn anh rồi anh cảm thấy lăng là anh đúng là gu của em ạ. Đúng gu hả? Thật ra thì đối với em á, cái vấn đề mà người ta có một qua một đời đò
thì em nghĩ là người ta sẽ có gìn giữ nhiều hơn cho cái mối quan hệ lần sau. Thì em nghĩ đó là một cái nó cũng rất là tốt, chứ nó không có cái vấn đề gì cả gọi là ngăn cản giữa cái chuyện vấn đề tình cảm của em cả. Mời nhà gái. Chào cô gái. Mời em ngồi. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em. Dạ em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Cường Linh, em chào tất cả khán giả đang có mặt tại trường quay hôm nay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Ngân, năm nay em 31 tuổi, quê quán của em tại Thừa Thiên Huế và hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Mời em trai. Dạ em chào MC Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan, em chào toàn thể quý vị khán giả cũng như là bạn nữ kế bên. Thì em tên là Nguyễn Thế Vinh, hiện em đang 29 tuổi, em đang làm thủ kho ở công ty NRTK Việt Nam. Em quê ở đâu em? Em ở Tiền Giang. Tiền Giang hả? Dạ. Hiện em đang sống ở quận mấy? Dạ hiện em đang sống ở quận Gò Vấp. Sống với ai? Dạ em sống với gia đình. Gia đình em ở trên đây luôn hả? Dạ có. Chúng ta có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Dạ ưu điểm của em nói về sở trường thì em biết nấu ăn. Em có thể nấu tất cả các cái món ăn chính trong gia đình và có thể là một cái mâm cỗ nhỏ nhỏ. Với thứ hai đó là tính cách của em khá là hòa đồng, vui vẻ. Và nhiều người nói rằng em cười rất là duyên nên điểm mạnh của em đó là thích cười ạ. Em thích nuôi chó, nuôi thú cưng á. Nhưng người ta hay nói thế nào, bồ thì không có nhưng mà chó phải có một con. Nhưng mà riêng em không chỉ một con, em có tận hai con ạ. Thế thì em đem bạn này theo rồi còn một bạn nữa ăn trong. Bạn ấy tự chăm lo cho bạn thân mình được ạ. Có khuyết điểm gì không em? Khuyết điểm của em đó là em hay bị quên ạ. Kiểu như là lâu lâu não của em nó đi đâu á, cái em quên mất tiêu là em cần làm cái gì á. Với lại là em bị mù đường ạ. Khuyết điểm nó không lớn đâu em, hình như ai cũng bị cái đó trơn á. Dạ. Giờ nó có cái bản đồ thì không có lo ha. Dạ. Rồi em trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là em không rượu bia, nhậu nhẹt, em cũng không hút thuốc. Trong cuộc sống thì em là một người luôn hòa đồng với tất cả các bạn. Còn về công việc thì em là một người rất là lanh. Nghĩa là buổi sáng thì giới thiệu em vào thì tới buổi chiều là em biết hết công ty rồi. Thì với cái tính cách của em như vậy cho nên là em mới có một cái nhược điểm là em kiểu là em dễ gần cho nên là em mới cũng nhẹ dạ cả tin. Kiểu mọi người nói nhiều khi giận giận em cũng tưởng thiệt, em phải nóng tánh. Nghĩa là trong công việc đó thì nhiều khi nó có một cái áp lực tương đối về những con số thì nhiều khi em không kiềm chế được. Bạn nữ ơi. Vâng ạ. Nãy mình có nghe bạn bảo là bạn thích nuôi chó đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Cái đó mình thấy bạn giống mình đó. Với lại mình cũng có nghe bảo là bạn thích đi phượt. Đúng rồi. Nói thật với bạn là mình có sở thích đi du lịch bụi, mình đi cũng tương đối nhiều nhưng mà hầu hết đi một mình. Thì mình mong là qua chương trình này mình sẽ có được bạn đồng hành với mình trên mọi chuyến đi sắp tới. Rồi, vậy là hay quá rồi. Hay quá. Cái này thì cùng điểm chung luôn ạ. Mình cũng đi phượt, đi chơi, đi du lịch, đi Hà Nội hay đi đâu đó thì toàn cũng đi một mình thôi. Nên bây giờ em cũng rất cần một người cùng bay với em từ Sài Gòn đi đến đây đến đó, cùng nắm tay em và đi kiểu chu du khắp mọi nơi ạ. Hai đứa muốn mở rào ra bấm nút liền đúng không? Hai mở rào bấm nút giống nhau quá rồi đi nha. Đó. Bây giờ nhưng mà trước khi mở rào mình nói chút xíu đường tình duyên mình đi em gái. Đường tình duyên của em á thì em có hai mối tình. Nhưng mà có một mối tình nó kéo dài 5 năm. Tính ra thì bọn em yêu nhau mà yêu thương xa chị. Hồi sinh viên thì em học ở Huế, xong người kia thì học ở Đà Nẵng. Thì cứ đi vô đi ra, đi vô đi ra thôi, chứ cũng không có gặp nhiều nên tình cảm nó kiểu như rất là màu hồng luôn. Thì sau khi em ra trường thì em kiểu như là theo tiếng gọi con tim thì em vào Đà Nẵng làm việc. Thì hồi vào Đà Nẵng làm việc thì hai đứa ở gần nhau thì bắt đầu hiểu về nhau á. Thì giờ bắt đầu xảy ra một cái xích mích. Vậy lại hồi đó bọn em cũng còn rất là nhỏ, nó rất là bồng bột nữa, mỗi người cũng có một cái tôi riêng á. Rồi bạn đi một thời gian thì bạn ấy có người thứ ba dang chân vào cuộc tình của hai đứa. Rồi chia tay. Dạ, cũng chia tay rồi cũng có cho nhau cơ hội để quay lại với nhau. Rồi chia tay tiếp. Dạ đúng rồi. Thì cái thời điểm mà người thứ ba xuất hiện á, kiểu như em bị sốc toàn tập luôn. Một mình em con gái nhưng mà em phải bỏ gia đình của em. Em vào Đà Nẵng chỉ có một người thân duy nhất là người yêu của em thôi. Trong vòng 10 ngày thôi nhưng mà em xuống tới 5kg.
Có nghĩa là em cực kỳ buồn, em cực kỳ bị tổn thương luôn. Rồi mối tình sâu đậm mà căng thẳng rồi đau khổ. Mối tình đầu. Mối tình đầu. Dạ, mối tình đầu. Còn em trai. Dạ. Tình duyên mình sao nè? Em đã ly hôn với vợ. Ừ. Dạ. Ở nhau mấy năm? Dạ, ở với nhau được 3 năm. 3 năm có cháu nào? Dạ, hiện thì em không có cháu nào. Thì cái khoảng thời gian mà tụi em có ý định có cháu thì bị Covid nó đánh vào kinh tế tương đối nhiều. Cho nên là lúc đó tụi em mới quyết định ngưng lại. 3 năm rồi không có con được, tại sao chia tay? Dạ, cái lý do chia tay ở đây thì bạn rất là cứng. Nghĩa là tại vì sau cái dịch Covid đó, thì tụi em không có ở riêng được, về bên nhà mẹ vợ ở. Thì em về đó em ở thì em là một người rất là hòa đồng, nghĩa là em có thể nói chuyện bình thường với tất cả mọi người. Nhưng mà nhìn chung thì kiểu nó bị khớp, cho nên là có những cái mâu thuẫn mà tụi em không có ngồi xuống để giải quyết được. Mà cứ mỗi lần muốn giải quyết thì lại đem tờ đơn ly dị ra để nói chuyện. Ly dị bao lâu rồi? Dạ, ly dị cũng được hơn năm. Hơn năm rồi hả? Dạ. Yeah. Rồi bây giờ thế thì em mong muốn có một người bạn trai như thế nào? Đầu tiên về ngoại hình á, thì em cần một người bạn trai cao, cao hơn em. Ừ. Có thể cao hơn 1m7 thì càng tốt. Chờ chị một chút. Em mét mấy? Em gái? Dạ em chỉ cao 1m53 thôi ạ. Rồi yên tâm hơn. Chào chàng trai. Dạ em chào chị. Rồi sẽ 1m7. Thứ hai là biết chơi thể thao, thì chơi một con thể thao nào đó, ví dụ như là chạy bộ, cầu lông, bơi lội gì đó. Chàng trai chơi môn gì? Dạ em chơi đá bóng với đá cầu. Nhảy dây. Dạ, nhảy dây cũng có mà để làm nóng chị. Đá bóng là được rồi ạ. Và một cái nữa đó là một người đàn ông có kiểu như bản lĩnh, có trách nhiệm với gia đình, còn với cuộc sống, và có lý tưởng và mục tiêu sống. Ừ. Bây giờ em muốn một người bạn đồng hành như thế nào? Em mong muốn là có một bạn nữ cũng tôi nhìn tính cách thì cũng hòa đồng và yêu thích vật nuôi giống như em. Dạ, đi phượt cũng giống như em, và cũng em cũng muốn là bạn ấy chịu khó chia sẻ. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với chị đồng nghiệp của em. Dạ. Rồi, mời chị có ý kiến chút xíu nào. Em chào anh Huyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Và mọi người trong chương trình ngày hôm nay ạ. Em xin cảm ơn chương trình Và Muốn Hẹn Hò đã mở cánh cửa hạnh phúc cho đôi lứa. Chị thấy bạn gái này dễ thương á, đầm thắm. Ok, hợp với em, bấm like đi nha. Ok. Rồi mình đi với ai? Em đi với chị gái của em ạ. Chào chị. Em chào MC Quyền Linh, chào MC Ngọc Lan. Em là chị Bé Ngân. Nói chung là nhìn bạn trai bên đây, khuôn mặt thì hiền, phúc hậu, hợp với em á. Thì theo như chị là hai đứa tạo cho nhau cơ hội để tìm hiểu, nếu được thì mình sẽ tiến xa hơn. Dạ. Em xin hết. Nói chung là hai đứa mở rào là nhấn kèn thôi. Thôi. Rồi, mở rào. Thoải mái lên nào. Chuẩn bị đi em. Công việc bây giờ là của em đó. Bước qua luôn. Để em mong rồi. Anh bằng em không có bông màu tím. Anh mong là tình cảm của tụi mình nó sẽ luôn nào cũng như màu tím một mưa. Ôi, dễ thương quá. Cảm ơn ạ. Thì em đặt tặng anh một cái sản phẩm thì có thể anh có thể ngủ ngon hơn, cũng như có tinh thần thoải mái hơn trong công việc của mình. Ok. Dạ, em gửi tặng anh ạ. Cảm ơn em rất nhiều. Rồi, về ghế đi các bạn. Không biết là khi mở rào rồi em nhìn anh thì em có em tưởng như thế nào? Khi mở ra nhìn anh rồi em cảm thấy lăng là anh đúng là gu của em ạ. Đúng gu hả? Đúng rồi. Tại vì anh đã qua một cuộc ly hôn rồi á, thì không biết là em có cảm thấy ngại ngùng gì trong cái chuyện tình cảm không? Thật ra thì đối với em á, cái vấn đề mà người ta có một qua một đời đó thì em nghĩ là người ta sẽ có gìn giữ nhiều hơn cho cái mối quan hệ lần sau. Thì em nghĩ đó là một cái nó cũng rất là tốt, chứ nó không có cái vấn đề gì cả gọi là ngăn cản giữa cái chuyện vấn đề tình cảm của em cả. Thì cho em hỏi là em không thích một người đàn ông mà kiểu như là độc đoán này và là gia trưởng này, thì không biết anh có như vậy không? Độc đoán và gia trưởng thì anh không có dính vào đấy. Khi mà thương thì anh rất là thương, anh luôn tôn trọng ý kiến của bạn nữ, nên là em cứ yên tâm là anh không độc đoán cũng không gia trưởng. Nếu như mình thành đôi thì anh mong là chúng mình chia sẻ với nhau mọi thứ trong cuộc sống. Thí dụ như bây giờ cô ấy dặn em cho chó ăn, tắm rửa cho chó, dẫn chó đi chích, mua đồ cho chó. Nhưng bữa nay vì quá nhiều công việc em quên mất tiêu luôn. Về cô thấy con chó chưa được ăn uống gì hết, mặt nó như chó già vậy đó. Cô nóng lên, cô làm tùm lum hết trơn á. Lúc em xử sự sao?
ngay từ đầu là em đã không làm được, là em đã sai rồi. Nhưng mà nếu em cố gắng em nói lại nữa thì em đã sai lại càng sai. Thế cho nên là mình thay vì mình cố gắng mình bào chữa thì mình nên nhận lỗi của mình và mình cải thiện nó tốt hơn ở những lần sau. Thấm chó đi thấm, cắt lòng mũi, cắt con chân. Thì có thể mình không làm tốt bằng thợ ngoài thì nhiều khi giờ đó thợ nó nghỉ rồi, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình làm với cái mức mình có thể đặt ra. Đó, giờ là một sự chịu đựng gọi là tốt nhất có thể rồi. Không phải là chịu đựng mà là bạn này biết bạn này sai. Nhưng nhiều khi tôi biết sai mà tôi không... Thì giống như mà... Chuyện con chó là chuyện con chó. Chuyện tôi làm ăn không lo, lo chuyện con chó. Ví dụ tôi cãi gì rồi sao? Điều một là vợ luôn luôn đúng. Điều hai là nếu mà sai coi lại điều một. Có ý chí chịu đựng. Mà nó nói vậy thôi chứ người ta bận chuyện nên người ta mới không làm. Đừng chửi người ta nghe. Thằng em không có tính chửi đâu. Thôi giờ tôi thấy con chó này tùm lum hết, tôi bực mình nữa. Không, anh giận với nó vui lắm. Mình tập nó, mình nhiều dạy lần nó. Thì em làm thì sao? Thì hốt nhiều lần. Có anh trai không? Dạ không, em có em trai. Được. Hai bạn tiếp tục câu chuyện của hai bạn đi. Tính này thấy được đó. Mình có thể rời con chó vài phút được không? Dạ được ạ. Rồi. Dạ em nghe chị nha. Đó. Bây giờ mình tắm nắm tay con người đi. Nào bước tới. Hai người nắm tay nhau, nắm hai tay nhìn thẳng vô mắt nhau. Đó, hát tặng nhau một bài nào đó. Vậy là em xin hát tặng em bài Em Gì Ơi. Này 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 là em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi. Ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có chồng. Việc gì phải ôm buồn đau, riêng mình ta, riêng mình ta. Nụ cười là muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao, trời cao núi xanh mây ngàn sao. Thôi được rồi. Chó nó la quá vậy ta. Nó đang hát mà nó la quá. Sợ má đi lấy chồng. Ừ. Rồi em gái có hát gì vậy, tặng lại không? Ừ. Em hát tặng lại anh một bài. Đáng là có được la mà hát... đang hát mà nó la quá. Sau khi em hát xong bài này em hy vọng rằng anh nắm lấy tay em. Ừ. Từ bao lâu nay em quên mất tiêu rồi. Trời đất ơi, vậy sao nắm tay em được? Không vẫn nắm mà anh. Vẫn nói hả? Thôi em không hát được không? Em quên mất tiêu. Hỏi luôn đi. Thôi rung quá rồi, không sao đâu. Rồi, ok. Bây giờ em nói hết những. Hát với anh sau này mình đi với nhau. Rồi về okay. Nhau hát. Qua ẩm chó ra là quá. Rồi bây giờ về vị trí ngồi đi em. Dạ. Yeah. À bây giờ đến lúc mà mình bấm nút thôi nha. Bạn trai là tôi gọi là khâm phục bạn ấy rồi đó. Nhẫn nhịn tất cả mọi thứ luôn. Miễn giờ mình yêu thương mình là được rồi em hả? Dạ đúng rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Nhiều người nói là trời ơi đếm 3 tiếng sao ta quyết định được. Nhưng mà đó là một thời gian dài các bạn đã trao đổi với nhau rồi. Có người thân nói chuyện với các bạn nữa. Rồi bây giờ mình đưa ra quyết định. 1 hay không là do các bạn. 2 3 Hết thời gian. Vừa có bạn trai vừa có con chó kế bên nữa. Dạ vâng ạ. Rồi đưa bạn trai giữ chó hồi cho nó khỏe đi. Nó rất là ngoan luôn ạ. Ngoan lắm. Nó hiền lắm đúng không em? Đúng rồi. Tội nghiệp ghê không? Thích bạn này dễ sợ luôn á. Thì không trời trai, ơi, không có anh trai. Nó liếm tùm lum tùm la kìa. Không bình thường mà anh. Trời ơi nó liếm gì bình thường, nó liếm vô mỏ kìa. Nhớ đánh răng rửa mặt cho nó nha. Không có quên đâu anh, quên bị la. Nó quên bị la. Rồi đây là những món quà dành gửi tặng các bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Nhãn hàng Aquacilin xin tặng mỗi bạn một năm sử dụng Aquacilin lăn nách không mùi đến từ châu Âu. Aquacilin lăn nách dược mỹ phẩm đến từ châu Âu, giúp khử mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Cùng đặc tính không mùi, không cồn, không thâm nách, không ố vàng nách áo. Thích hợp sử dụng cho tất cả tình trạng hôi nách. Mồ hôi nách từ nhẹ đến nặng hoặc không có vấn đề vùng nách vẫn có thể dùng. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng.
nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Bây giờ nói thì nói, trong tình yêu phải cố gắng dành thời gian chăm sóc nhau, cứ lo chăm sóc con chó hoài cũng không có tình yêu cũng không được đâu nha em gái. Dạ. Mà trong tình yêu mà có con chó này nó cũng theo hoài nó cũng mệt lắm á, hiểu không? Không có nói vui mà. Có nói vui đúng không? Chấp nhận có con chó luôn đúng không? Vậy là vừa phải lo cho người yêu mà vừa lo cho con chó đó. Thêm mấy con nữa lo cho được. Con hả? Nữa đó. Thêm mấy con nữa cũng được. Mấy con nữa mốt có con nữa đó, nổi không? Cần hết rồi. Cần hết luôn hả? Đúng rồi. Trời này nó quá được ta. Rồi chúc hai bạn hạnh phúc. Dòng họ còn ai không? Rồi hai đứa đi xuống dưới kia tâm sự với sự chứng kiến của con chó này đi. Đây đây, còn quà này nữa nè. Bên này này cưng. Chứ đây là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Thép Vida KOA, tinh thần thép. Em nó cũng lận đận lắm. Lận đận. Dạ em có hai đời. Trải qua một mối tình yêu nhau và quen nhau được 6 tháng rồi đi đến hôn nhân luôn. Ở với nhau 6 năm mà không có con á. Mình chủ động chia tay với anh ấy. Em không cần đòi hỏi gì hết. Em chỉ cần cái người bạn đi cùng em. Tại vì mình mẫu lý tưởng thì người Việt Nam phụ nữ nào cũng thích. Nhưng là cao to một tí, cho to đẹp trai. Có cao, có to. Em không muốn có con nữa ấy. Kiểu như là cái cuộc sống độc thân với cả là tự do tự tại của mình nó quen rồi. Anh cũng không biết nói gì nên nói chung là anh sẽ cố gắng chinh phục được em. Aquaseline, lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Mời nhà trai. Rồi, mời anh ngồi ạ. Mời nhà gái. Chào cô gái, mời cô gái ngồi. Thôi bây giờ mời nhà trai giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Đây. Dạ, chị Ngọc Lan. Em tên là Mức Đẳng, năm nay 46 tuổi. Dạ, em làm kinh doanh tự do. Kinh doanh tự do? Dạ. Kinh doanh về gì em? Em mua bán hủ tiếu, mì thịt tiệm đồ, dạ. À, dạ. Bán ở đâu? Em bán ở Liên Lương anh. Là hôm chung với những người bạn mở cái quán mì thịt tiệm ở Liên Lương. Rồi quê mình ở đâu hay là ở từ đó? Em ở Sài Gòn luôn. Ở Gò Vấp luôn? Dạ. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình đi nè. Dạ, em xin chào anh em sĩ Quyền Linh và chị Ngọc Lan, dạ, cùng toàn thể khán giả có mặt ở chương trình. Em tên là Nguyễn Thị Thùy, em sinh năm 1982. Hiện nay em đang làm công việc là nhân viên văn phòng. Dạ, mình đang sinh sống ở đâu vậy chị Thùy? Hiện tại bây giờ em đang sinh sống ở Đồng Nai. Dạ. Mình nói cho nhà gái biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi em trai. Dạ, điểm mạnh của em thì chia sẻ trong cái công việc chuyên nghiệp hàng ngày, trong gia đình giữ con. Việc gì có thể làm được hết. Dạ. Em giúp đỡ người khác khi người ta khó khăn cái gì đó, em làm từ thiện. Rồi, tốt. Đi chùa, dạ. Còn cái điểm yếu của em thì có cái gì bức xúc là nói ra liền, chứ không để mà để cho ngậm ngùi, để mà lâu nó bùng phát. Em giấu, nói ra liền là phải tự giải quyết liền. Ừ. Dạ. Rồi. Dạ, cái điểm yếu của em đây. Mời nhà gái. Mình có ưu điểm khuyết điểm gì hả chị? Em có ưu điểm điểm mạnh của em là người nói chung là cũng chịu thương chịu khó, chăm chỉ làm việc và cũng hòa đồng với bạn bè, vui vẻ và cũng có một tí hài hước. Điểm yếu thì nói chung là cũng đôi lúc là cũng có tính, có một tí cố chấp và cũng nóng nảy, và có một cái tật xấu là hay ngủ nướng, mà ngủ rất là nhiều luôn đấy. Dạ. Với hai nữa là cũng thường xuyên xem phim, mà tật xấu xem phim mà phim hay hoặc là phim trai đẹp là xem đến xuyên đêm luôn. Đó là có những cái tật xấu. Coi hết thì tôi coi bao giờ hết phim rồi. Không, đó là mình tận hưởng đó chị, không sao cả. Và mốt kiếm người về coi chung còn vui nữa. Cũng mong thế. Dạ. Bên đây ta đi nấu nướng bán buôn hoàng về, ta cũng muốn xem phim lắm á. Đúng rồi. Rồi, bây giờ thì mình cho bên nhà gái biết làm đường tình duyên mình sao nè em trai. Dạ. Đường tình duyên em nó cũng lận đận anh. Lận đận. Dạ, em có hai đời. Hai đời vợ hả? Dạ, đời vợ trước thì có đứa con 5 tuổi thì bà xã không may bị mất. Sau em cặp cái cô đó thì năm 2006 tới bây giờ luôn thì anh thôi. Do là mâu thuẫn gia đình, hai cái quan điểm khác nhau. Rồi coi như không hợp nhau đi. Dạ, không hợp. Mình có một đứa con đầu thôi. Dạ, đứa con đầu con gái là 23 tuổi. Còn thằng ngốc sau này là 15 tuổi. Nhưng mà không có đứa nào ở với em á. Đứa con gái thì nó có nhà ổn định, riêng nó ở riêng rồi. À. Còn thằng con trai thì nó ở với mẹ nó.
em vẫn chu cấp bình thường. Là em ở con mình với dạ, bà già thôi. Dạ. Rồi, bên nhà gái đã nghe sơ sơ về lý lịch của chàng nhà trai rồi. Bây giờ nhà gái của mình đường tình duyên như thế nào, mình nói cho nhà trai biết đi. Dạ, đường tình duyên của em thì em trải qua một mối tình yêu nhau và quen nhau được 6 tháng rồi đi đến hôn nhân luôn. Thì hai vợ chồng nói chung là sống với nhau cũng không có vấn đề gì, chỉ có mỗi cái là sống với nhau được khoảng 6 năm thì mình không ở với nhau 6 năm mà không có con á. Thế cho nên là mình cảm thấy là áp lực từ gia đình hai bên nó cũng nhiều. Với cả anh ấy lại là con trưởng con một nữa, cho nên là bắt buộc phải có cháu. Vì thế cho nên là mình chủ động chia tay với anh ấy để cho anh ấy là có thể là tự do và tìm một người mới có thể là sinh con đẻ cái anh ấy được. Trời ơi, 2016 là bắt đầu chia tay ly thân và đến 2021 thì mới bắt đầu dẫn đến ly hôn. Thì anh ấy đây đã có gia đình và có con thì mình mới quyết định là ly hôn với anh ấy. Thì ly hôn xong thì sống từ đấy giờ là sống độc thân như thế, không quen biết ai. Với hai nữa là mình cũng làm việc trong cái môi trường gọi là ít tiếp xúc với cả con trai ấy. Cuộc sống kiểu nói chung là cảm giác nó kiểu cứ độc thân như thế, hơi buồn. Trời ơi, cô gái xinh đẹp thế này mà sống buồn quá nha. Buồn quá. À, sống một mình rất là buồn luôn. À, bên đây cô gái rất là xinh luôn á nha. Dạ. À, ở một mình đó. Bây giờ nè, em muốn tìm một người yêu thế nào, em diễn tả xem có thể giống cô này không? Em không cần đòi hỏi gì hết. Ừ. Em chỉ cần cái người bạn đi cùng em vậy thôi. Vậy thôi hả? Dạ. Đơn giản vậy ha. Rồi, thật ra anh cũng đã trải qua hai đời vợ rồi. Đúng rồi. Bây giờ anh cũng đâu có mong cầu cái gì nữa. Nhưng mà giờ em gái mới quan trọng nè. Đúng rồi, khó đó. Em muốn tìm một người thế nào? Nói chung là em bây giờ muốn tìm một người là hiểu em, quan tâm em. Những vấn đề khác em không để ý. Hiểu thì chắc em sẽ có kinh nghiệm để hiểu ha. Quan tâm chắc có kinh nghiệm rồi. Cố gắng lên tùy theo em thôi. Bây giờ chị nói cụ thể đi, là chị muốn có một cái người bạn trai ngoại hình như thế nào, cái hình mẫu lý tưởng như thế nào để em chạy qua bển em coi coi nó có giống không. Nói chung hình mẫu lý tưởng thì người phụ nữ nào cũng thích, nói chung là cao to, cao to đẹp trai. Có cao có to. Em chào anh. Đó. Chào em. Dạ. Qua coi đi. Cao to chị ơi. Nhà trai tôi mặn mòi lắm à, phong trầm chắc lắm mà. Á. Trời ơi, nấu dê chín, nấu bò tiêu đó. Ở bếp mà nấu ăn bán đồ ăn nữa mà. Rồi cái gì nữa không chị? Thích gì nữa? Một cái thích đấy là thích được nghề nấu cơm, nấu đồ ăn cho. Trời ơi, khỏi lo, mình đây nấu tới cái gì luôn. Ăn sáng, ăn phở, chiều ăn mì vịt tiềm, ăn hoài luôn. Không lo gì hết. Rồi chị có điều gì không thích không? Có điều không thích là mong cái người con trai đấy đừng có gia trưởng rồi là bảo thủ cố chấp quá, nhường nhịn phụ nữ tí. Người con gái bên em nhẹ nhàng, dịu dàng lắm, hay lắm. Anh có gia trưởng không? Không, anh người Nam mà, đâu gia trưởng. Anh sống hòa đồng mà. Dạ. Có thể giữ con, gu con luôn nữa. Được á. Đó, ngon lành. Chị ơi, bên đây cũng được lắm chị ơi. Chị có cái số phận nó không được may mắn lắm thôi. Đúng rồi. Lần đần thôi. Có lẽ là không may mắn là để hai anh chị ngày hôm nay gặp nhau đó. Mình đi với ai vậy em gái? Dạ, em đi với cả em trai em và một cô bé đồng nghiệp làm cùng em ạ. Em xin chào anh Tuyền Linh, cùng chị Ngọc Lan. Em chào anh. Em là em trai của chị Thùy. Em nhìn anh thì anh trải qua hai mối tình, hai đời vợ á. Thì em nhìn anh là thứ nhất là chắc chắn về chuyện gia đình thì anh là ok rồi. Anh cùng là một cái goal của em, muốn làm đầu bếp á. Chị của em cũng có thể nấu ăn được ngon. Thì em thấy anh cũng là ok rồi. À, cùng muốn làm đầu bếp luôn. Được á, anh để em trai là kết hợp được á. Cảm ơn em. Rồi, nhà trai mình đi với ai vậy? Đi với hai bé gái, cháu gái. Dạ, con chào chú Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan và mọi người ở trường quay. Con thấy cô này sao, nói cho cậu nghe đi. Thì con thấy cô là một người xinh đẹp, dịu dàng, toát lên một cái vẻ là rất là chăm lo cho gia đình. Nếu như mà hợp với cậu con á, con nghĩ là hai người sẽ rất là đẹp. Ừ, rồi, ok. Cảm ơn cô gái. Mở rào. Bây giờ hai người bắt đầu trò chuyện đi nha, để xem sao. Anh có món quà này, tuy nó xấu nhưng mà trong lòng rất là đẹp. Tại vì anh tặng cho em mực ong để uống để giữ gìn sức khỏe. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Em có món quà nhỏ tặng anh ạ.
tặng anh cây may mắn và mong là nó sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho anh ạ. Cái chuyện là anh lúc nào cũng giữ nó. Dạ. Thì anh ở bên em. Em nhận xét người đàn ông như thế nào khi mà tức nghĩa là đã đổ vỡ hai lần? Cái này em cũng khó nhận xét, tại vì nói thật anh là em cũng va vấp ít chứ cũng chưa được nhiều. Tại vì nói chung là anh cũng mong không may mắn gì đường tình duyên. Dạ. Anh cũng muốn tìm người phụ nữ nhưng mà nó cứ lặp đi lặp lại hoài, đôi lúc anh cũng sợ. Dạ. Thì giờ anh mới hỏi em điều đó. Dạ. Em cũng giống anh thôi, tại vì là cùng hoàn cảnh nên mình hiểu được. Tại vì mình đã đổ vỡ một lần rồi thì mình sẽ cảm giác rất là sợ. Vì thế cho nên là mình cứ sống trong môi trường nó độc thân nó mãi như thế vì mình rất là sợ. Tại vì theo quan niệm của anh là anh có một cái quy tắc. Dạ. Tức là trong cái mối quan hệ nếu mình sống chung với nhau á. Dạ. Có một cái nội quy riêng, tức nghĩa là có cho dù gây lộn cấp mấy không bao giờ ra khỏi nhà trong lúc 11 giờ ở trong nhà, muốn nằm đâu nằm. Dạ. Tức nghĩa là hai người đang giận nhau đúng không? Dạ. Anh muốn nằm đâu nằm, nhưng mà đi đâu đi cũng phải 11 giờ về trong nhà, ngủ trong nhà. Dạ. Chứ không bao giờ đi qua đêm kiếm cớ đi nhậu hay cái gì đó, không biết là em có thấy anh khó chịu hay không? Dạ không, tại vì em, con người em thì cũng ít khi tụ tập lắm, ít khi tụ tập bạn bè. Còn mà anh có một cái khúc mắc gì là anh nói thẳng ra, nói hết rồi thôi, hai đứa cùng nhau và để mà chia sẻ trong cuộc sống. Bây giờ mình ngồi ghế đi, ngồi ghế còn nói chuyện lâu xíu. Bây giờ mình bàn nhau cái chuyện con cái đi. Nói chung là về phần con cái thì em là người nghĩ cũng thoáng. Tại vì thứ nhất là trước đây thì em cái thời giai đoạn mà ở chung với nhau nó muộn con thì em mới là rất là cần. Nhưng mà đến lúc là sau đấy là em ly hôn rồi và sống độc thân mãi đến thời điểm bây giờ. Tự nhiên nói vào quá chứ tự nhiên em cảm thấy em không muốn có con nữa ấy. Kiểu như là cái cuộc sống độc thân với cả là tự do tự tại của mình nó quen rồi. Cho nên ví dụ như mà anh và em có đến được với nhau, chẳng hạn có đến được với nhau ấy, thì về phần con cái thì em cũng không quan trọng. Dạ. Tức là em nói em sống tự do nó quen rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ nếu mà anh muốn tìm hiểu em, nó có ràng buộc có cái gì đó không? Tại vì em nói em sống tự do nó quen rồi. Dạ, em sống tự do nó quen rồi, nhưng mà ví dụ như là anh yêu cầu một vấn đề gì đấy thì em phải xem cái vấn đề đấy, xem là em có, ví dụ em có đáp ứng được không chẳng hạn hay như thế nào đó. Tại vì em cũng nói thật với anh là em đồng quen nhau. Em tự do nó quen rồi nên em cảm giác cuộc sống nó tự do tự tại ấy. Nhưng mà đợt vừa rồi mọi người cũng khuyên đấy là nên cho mình một cái cơ hội để tìm hiểu thêm một lần nữa. Ấy cho nên là em mới quyết định là đăng ký tham gia chương trình thì xem mình có cái may mắn đấy không. Tại vì cái số của em từ trước đến giờ là hình như là nó không may mắn về cái đường tình vậy. Duyên với con cái sao á. Anh cũng em may mắn nhưng mà em cứ nên nghĩ không có đường nào bế tắc á. Chẳng qua là mình không chọn đúng con đường thôi. Dạ. Anh sẽ mang lại những gì cho em cần thiết nhất trong cuộc sống. Rồi, bây giờ em trai bước tới nắm tay em gái đi. Mình cảm nhận như thế nào, mình có thể hát tặng em gái một bài hay là làm cái gì đó. Anh có tài gì ngoài ca hát không? Ví dụ như em đang chóng mặt lúc đầu, anh có thể show bóp cho em đó. Trời ơi, đó mình thể hiện tài năng của mình liền. Giàu quá. Ví dụ đột quỵ á. Ấm nhẹ nhẹ thôi nha. Có gì tôi cũng chịu trách nhiệm nha. Tại run quá. Rồi cái bài này là để trị liệu dễ gì anh? Chống đột quỵ chị. Dạ. Nên là mình so bên mũi, mình so bên mũi với lại hai cái giấy tay. Dạ. Mỗi buổi sáng, mỗi trước khi đi ngủ em pha cái ly nước ấm, bỏ mực ong vô, bỏ miếng chanh vô. Mỗi buổi tối em đi ngủ, sáng em chỉnh uống vậy. Lọc, cái nhất là lọc cơ thể, cái hai là nó có oxy trong máu, nó bơm lên não, nó không có bị. Còn nếu cảm thấy mà mình suy nghĩ mà nó trong đầu mình nó quần quần, em cứ vuốt ra, vuốt trong đầu 5 phút. Dạ. Rồi so hai cái lỗ tai tự nhiên người em nó sáng lại. Dạ, mắt em mới sáng lại. Dạ. Thôi mấy cái này mai mốt anh về anh làm cho chị luôn. Dạ. Mình cảm giác người đối diện sao rồi? Sự rung động. Hồi hộp. Ừ. Hồi hộp. Nói chung là từ hôm qua giờ em ngủ không được. Nhưng không mà được. Khi anh gặp cô gái này anh có rung động hay không? Cũng hơi hồi hộp chút xíu. Nói chuyện nó hơi rung rung. Thật ra cô gái này đó rất là xinh nha. Cô đã sống tự do và sống khép mình, tránh khỏi đàn ông nó xa lắm rồi. Bởi vì em mới sợ điều đó. Đó. Nhưng nếu chúng ta chinh phục được, chúng ta biết quyệt bấm, bấm cái hết bệnh liền. Anh bấm thẳng vô trái tim cho em. Quan trọng là biết bấm quyệt hay không thôi. Bây giờ là bước tới thế nào đâu. Nào, đứng lên em gái. Bàn tay nắm lấy bàn tay. Rồi, muốn làm gì làm, muốn nói gì nói đi. Anh cũng không biết nói gì nữa. Nói chung là anh sẽ cố gắng.
chinh phục được em. Hát một bài nào đó. Em hát nhạc buồn không ạ? Kệ. Nếu biển không có sóng, biển đâu còn dài khờ. Nếu đây không xó lòng, thì tóc em đâu có bồng bềnh. Hát chưa? Dạ, hát rồi đó. Thôi mời hai anh chị về chỗ đi. Về chỗ nè. Thật ra ca hát nó cũng chỉ là một chút để chúng ta gọi là vui, để đem cảm xúc cho nhau thôi. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến quyết định bằng chính trái tim của mình. Kiểm tra lại một lần nữa đi. Lắng lòng mình lại. Mình lớn rồi, mình suy nghĩ cho chín chắn và quyết định cho đúng lúc. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng chị, chúc mừng anh chị. Chúc mừng nha. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau nào. Anh chị nắm tay nhau đi. Xen tay vào nhau cho nó tình cảm nào. Đây nóng quá. Đã đến lúc chúng ta hãy lan tỏa tình yêu với nhau. Đã đến lúc hãy chăm sóc với nhau, quan tâm lẫn nhau, để cuộc đời nó đỡ lẻ loi. Em gái nha, cảm giác giờ làm sao nè? Lung quá. Lung hả? Bây giờ đặt nụ hôn đầu tiên với người đối diện cho anh. Chúc anh chị hạnh phúc nha. Chương trình có một số phần quà tặng dành cho anh chị. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Nhãn hàng Aquacilin xin tặng mỗi bạn một năm sử dụng Aquacilin lăn nách không mùi đến từ châu Âu. Aquacilin lăn nách dược mỹ phẩm đến từ châu Âu, giúp khử mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Cùng đặc tính không mùi, không cồn, không thâm nách, không ố vàng nách áo. Thích hợp sử dụng cho tất cả tình trạng hôi nách, mồ hôi nách từ nhẹ đến nặng hoặc không có vấn đề vùng nách vẫn có thể dùng. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cầu mong là hai anh chị sẽ nhanh chóng nhận được phần quà này nha. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chị lấy món quà của bạn gái tặng. Hãy chăm sóc cái cây đó cho nó lớn theo tình yêu của mình. Chúc mừng anh chị. Chúc mừng chương trình. Dạ, cảm ơn chương trình. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn chương trình. Dạ, em mời anh chị đi đường này. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã chứng kiến hai cặp đôi, họ đã đều bấm nút hẹn hò với nhau. Chúc phúc cho họ. Hôm nay là một ngày rất vui đúng không quý vị? Và quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ Bảy và 20:30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Aquacilin lăn khử mùi không mùi đến từ châu Âu thuộc dược phẩm Vinza, và nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã đồng tài trợ cho chương trình. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình NetClub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Bây giờ thì Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.